cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 2820 đến chương 2825. Đế vương bất bại, Diệp Lăng Thiên. Đôi mắt xinh đẹp của Cố Tử Kỳ như bị đóng băng. Cô ta thầm lẩm bẩm trong miệng, ngữ khí có vẻ đầy kinh ngạc và cay đắng. Cô ta không thể ngờ, người mà mình coi thường mấy ngày qua, thậm chí còn dùng tiền để thuyết phục anh đầu hàng, lại là một huyền thoại bất khả chiến bại, đã đánh được hết top 4 của bảng xếp hạng Liên minh Thế giới. Cố Tử Kỳ nhìn sang Cố Gia Lệ với vẻ mặt phức tạp. Cô ta đã từng gặp Cố Gia Lệ rồi. Đối với một viên ngọc quý của gia đình như cô ta, nếu như gặp phải một cô gái ưu tú khác, đương nhiên sẽ phải so sánh một phen. Nếu như so sánh khách quan thì ngoại hình của cô ta không hề thua kém gì Cố Gia Lệ. Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Thế mạnh của Cố Gia Lệ nằm ở ca hát và diễn xuất, còn cô ta lại là một nữ doanh nhân mạnh mẽ. Còn xét về gia cảnh thì đương nhiên cô ta sẽ nghĩ mình có ưu thế hơn. Xét cho cùng thì cô ta vẫn là công chúa của nhà họ Cố. Cả Tây Âu đều biết cái tên đó. Mặc dù Cố Gia Lệ cũng là họ Cố, nhưng chẳng qua chỉ là đứa con hoang của bác cả cô ta mà thôi. Vả lại hơn 20 năm qua, Cố Gia Lệ hoàn toàn không hề có bất kỳ liên hệ gì với nhà họ Cố. Nhưng hiện tại, ưu điểm mà cô ta tự nhận đã hoàn toàn sụp đổ ngay khi Diệp Thiên tiết lộ thân phận. Tất cả chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và bất lực. Ở trước mặt Cố Gia Lệ, cái gọi là công chúa nhà họ Cố cũng bỗng dưng mờ nhạt như tờ giấy trắng, bởi vì đã có một Diệp Thiên đứng sau lưng cô. Có ai trên thế giới mạnh hơn chống lưng này nữa đây? Thậm chí còn có cả bối cảnh gia tộc. Cố Gia Lệ không hề có phản ứng gì đối với Cố Tử Kỳ. Từ đầu đến cuối, cô chỉ yên lặng ngồi một chỗ, dịu dàng nhìn Diệp Thiên, chờ đợi quyết định của anh. Ngay lúc này, bên trong hội trường của nhà họ Cố, tất cả đều đang nháo nhào. Ngoại trừ những người đã biết thân phận của Diệp Thiên từ trước, những vị khách còn lại đều trợn mắt ngoác mồm, không thể nào rời mắt khỏi Diệp Thiên. Vào lúc dung mạo Diệp Thiên lộ diện, bóng người cởi trần chiến đấu điên cuồng liền hòa hợp hoàn hảo với thanh niên tóc bạc trước mặt, khiến cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, trong lòng không khỏi chấn động, giống như đang xem một siêu sao quốc tế vậy. Được xem trên màn hình và được chứng kiến trước mặt là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Ôi trời, tôi thấy siêu nhân Lam Quang rồi, anh ấy đang ở trước mặt tôi đây này. Một người phụ nữ quý tộc Tây Âu xinh đẹp, trong mắt ánh lên những vì sao, khuôn mặt đầy vẻ si mê. Diệp Đế Vương thực sự đang ở đây, trời ơi, tim tôi như muốn ngừng đập vậy. Ai thử tát tôi một cái, xem có phải là tôi đang mơ hay không. Một nàng tiểu thư khác cũng thể hiện sự say đắm của mình. Các cô gái giàu có quý tộc đang có mặt ở đây đều không thể nào kìm lòng được, cảm thấy vô cùng kích động. Còn đàn ông lại không có một ai dám hé răng nửa lời, mặc dù trong lòng có trào dâng nhưng cũng chỉ đành im lặng. Họ không có não tàn như những người phụ nữ này. Bọn họ biết rất rõ, người thanh niên tóc bạc đang ngồi ở đó, ngoài việc là một thần tượng siêu nhân nổi tiếng ra, thì còn là người nắm quyền sinh sát, khiến cho tất cả các quốc gia trên thế giới phải run sợ. Nếu như vô tình nói sai miệng mà bị anh nghe thấy, ai mà không sợ tai họa giáng xuống đầu chứ. Diệp Thiên không thèm quan tâm tới những lời ca tụng xung quanh. Anh nhìn Joe Nicolas cười nói, bây giờ anh vẫn nghĩ ông nội anh sẽ không tha cho tôi chứ. Nicolas nói không nên lời. Lúc này hắn chỉ muốn quay ngược thời gian. Nếu như có thể lựa chọn 100 lần thì hắn cũng không bao giờ xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ này. Địa vị càng cao thì thực lực càng mạnh, càng có thể trải nghiệm được sự đáng sợ của một cao thủ đẳng cấp thế giới. Còn Diệp Thiên lại đứng ở trên tất cả, không một ai có thể so được. Ông nội hắn tuy mạnh nhưng cũng chỉ là cảnh giới truyền thuyết thiên cấp mà thôi. Còn những người Diệp Thiên đã giết trong trận chiến ở đảo rồng đều là ở cảnh giới sử thi. Trước mặt Diệp Thiên, ông nội hắn cũng chỉ có thể cúi đầu, làm sao dám báo thù cho hắn được chứ. Lúc nãy tôi đã cho anh một cơ hội để rời đi, nhưng anh lại không nghe.
thế thì phải trả giá. Bây giờ tôi sẽ phế tu vi của anh, sau đó chờ ông nội anh dẫn người đi. Diệp Thiên điểm nhẹ lên trên lưng Nicholas, chỉ nghe thấy một âm thanh nhỏ truyền đến. Chân khí trong cơ thể Nicholas đột nhiên hóa thành một dòng khí trong suốt trôi dạt trong hư không, hóa thành linh lực tan ra bốn phía. Hơn 20 năm tu khổ hạnh của Nicholas đều đã tan thành mây khói, trong nháy mắt đã từ một cao thủ vương cấp trở thành một người bình thường. Nếu như là bình thường thì hắn sẽ gào thét đòi chém giết, đòi sống, đòi chết. Nhưng ngay lúc này hắn lại không nói lời nào, chỉ nằm trên mặt đất run rẩy, thậm chí còn không dám ngẩng đầu. Nếu như tu vi không còn thì vẫn có thể tu luyện trở lại, nhưng nếu không còn tính mạng thì mọi thứ sẽ tan thành cát bụi. Đối mặt với một tên thần ma như Diệp Thiên khiến hắn vô cùng sợ hãi. Sau khi phế xong tu vi của Nicholas, Diệp Thiên không thèm nhìn hắn nữa mà quét mắt sang phía người nhà họ Cố. Người nhà họ Cố lập tức cảm thấy như rơi vào động băng, như thể bọn họ đang bị thần chết theo dõi. Một luồng khí chết chóc đang bao quanh bọn họ. Cố Hoài Cổ là một ông lão ngoài 70, cả một đời trông coi gia tộc, hầu như chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng lúc này đâu, ông ta đột nhiên đẩy Cố Tử Kỳ và Cố Lăng Hiên ra, sau đó quỳ xuống dưới trước mặt Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, nhà họ Cố tôi có mắt như mù, xin cậu hãy nể tình huyết thống với giai lệ mà tha cho chúng tôi một con đường sống. Hành động của ông ta lập tức khiến cho cả nhà họ Cố mặt cắt không còn giọt máu, nhưng không một ai dám ngăn cản Cố Hoài Cổ cả, bởi vì bọn họ biết rất rõ Cố Hoài Cổ đang cố gắng hết sức để cứu cả gia tộc. Ngay cả Huyết Lang Đồ Đằng, Liên Minh Thần Hy Lạp, Long Trì hay là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung đều đã bị Diệp Thiên tiêu diệt, nói chi là một cái gia tộc nhỏ bé như nhà họ Cố chứ. Cố Giai Lệ nhìn Cố Hoài Cổ đang quỳ trước mặt mình, trong mắt có chút không đành lòng, nhưng lúc sau cô liền quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tiếp nữa. Những gì nhà họ Cố làm lần này đã hoàn toàn xóa sạch mong muốn cuối cùng của cô về tình cảm gia đình. Bọn họ luôn luôn coi cô là một con tốt để có thể mang tới lợi ích, có bao giờ xem cô là người nhà đâu. Nhất là khi Cố Giai Lệ nhớ đến Tiêu Hà, mẹ của cô, đã vì một người đàn ông như Cố Bân mà chịu đựng hơn 10 năm, trải qua không biết bao nhiêu khổ cực, cuối cùng lại chết trong buồn bã. Vậy nên cô càng cảm thấy không đáng để thương cảm. Cô không cần người thân như vậy, cho dù hôm nay Diệp Thiên có làm gì với nhà họ Cố, cô cũng sẽ không phản đối. Ánh mắt Diệp Thiên đanh lại, không hề có chút thương cảm khi nhìn thấy Cố Hoài Cổ quỳ xuống. Tôi đã từng cho Cố Bân cơ hội để ông ta đi đến mộ cô Tiêu vái lại, sau đó tôi sẽ tha cho nhà họ Cố, nhưng ông ta đã từ chối tôi. Bây giờ đã quá muộn rồi. Diệp Thiên nói xong, hai tay nâng lên, đột nhiên quất xuống. Vụt! Một làn sóng lửa phụt ra từ mặt đất của trang viên nhà họ Cố, biến thành cột lửa, ngay lập tức nhấn chìm lấy trang viên rộng hàng nghìn mét vuông, thiêu rụi tất cả mọi thứ ở đây. Nhà họ Cố rộng lớn như vậy, giờ đây chỉ còn lại lễ đường nơi Diệp Thiên và những người khác đang ở. Nhìn thấy cảnh tượng tan hoang trước mắt, trái tim của vô số người như bị bóp nghẹt, tất cả đều không nói nên lời. Đây là sức mạnh của cao thủ số một thế giới hay sao? Chỉ cần một động tác cũng đủ khiến cho một trang viên khổng lồ hoàn toàn biến mất. Người nhà họ Cố lúc này không khỏi bàng hoàng. Tất cả đều nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt sợ hãi, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Diệp Thiên thu tay lại, ngọn lửa trên bầu trời cũng tan biến, không để lại chút dấu vết gì. Sau đó, anh từ từ đứng dậy, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn. Từ hôm nay trở đi, giới thượng lưu ở Tây Âu sẽ không còn nhà họ Cố nữa. Còn về phần người nhà họ Cố các người thì đừng lo, tôi sẽ không giết ai đâu. Nghe Diệp Thiên nói xong, người nhà họ Cố đều không chút vui mừng nào, ngược lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Quả nhiên, Diệp Thiên liền đảo mắt nhìn những vị khách trong lễ đường. Ai đến đây nhờ vào tin tức của Ngô Quảng Phú, tiến lên một bước. Nghe thấy lời nói của Diệp Thiên, trong nháy mắt có 40% khách mời tiến lên một bước.
Những người này đều là đại gia trong giới thượng lưu Tây Âu. Mỗi người đều có tài sản cực kỳ khổng lồ, tất cả đều trị giá trên 100 tỷ. Bọn họ đều có hợp tác với tập đoàn Lăng Thiên, thậm chí có người còn liên kết với các công ty con của tập đoàn Lăng Thiên. Hôm nay, bọn họ cũng nhận được thông báo từ Ngô Quảng Phú, nên mới biết Diệp Thiên đang ở đây. Diệp Thiên nhìn sang những người này rồi gật đầu với bọn họ. Mọi người đều có hợp tác với tập đoàn Lăng Thiên hoặc là làm việc cho tập đoàn. Vậy thì hãy lắng nghe những gì tôi nói tiếp theo đây. Tôi sẽ dùng sức mạnh của tập đoàn Lăng Thiên để nuốt chửng tất cả tài sản của tập đoàn nhà họ Cố. Bọn họ sẽ không còn bất kỳ một tài sản nào nữa. Tài khoản cá nhân của người nhà họ Cố cũng sẽ bị đóng băng tất cả, không thể nào sử dụng được. Sau đó, tôi muốn các người huy động mọi nguồn lực và công sức để giám sát người nhà họ Cố bất kể ngày đêm. Không một ai trong nhà họ Cố được phép làm việc ở bất cứ đâu, hoặc có bất kỳ tổ chức từ thiện nào muốn giải quyết khó khăn cho bọn họ. Tôi muốn người nhà họ Cố, bất kể già trẻ lớn bé, tất cả đều phải ăn xin suốt đời ở Tây Âu. Nếu như làm tốt điều này, vậy thì lợi ích của các người trong tập đoàn Lăng Thiên sẽ tăng thêm 5%. Ngay khi Diệp Thiên vừa dứt lời, tất cả đều không khỏi rùng mình. Người nhà họ Cố gần như ngất xỉu, trong lòng thầm gọi Diệp Thiên là ma quỷ. Diệp Thiên không giết bọn họ mà là để bọn họ cầu xin sự sống, khiến cho nhà họ Cố xinh đẹp, giàu có ở Tây Âu giờ đây đang phải vẫy đuôi van xin sự thương hại trên đường. Điều này còn khó chịu hơn cái chết. Sau một hồi chấn kinh, các ông lớn kinh doanh kia liền gập đầu đáp: xin tuân lệnh Diệp Đế Vương. Một âm thanh đồng đều vang lên trong khắp khán phòng. Cố Hoài Cổ, Cố Bần và những người khác đều ngã quỵ xuống đất, chỉ cảm thấy sức lực của bọn họ như đều bị rút hết đi. Còn Cố Tử Kỳ chết lặng tại chỗ, hệt như một cái xác không hồn. Cây đại thụ trong nhà họ Cố cuối cùng đã ngã xuống. Diệp Thiên đã nói sẽ nhổ cỏ tận gốc. Xong xuôi, Diệp Thiên liền chậm rãi quay người đi về phía đám đông, trong mắt có chút nhớ nhung và buồn bã. Cô Tiêu, cháu hy vọng cô trên trời có linh thiêng, đừng trách cháu nhé. Cháu đã giải quyết xong việc với nhà họ Cố rồi. Nhà họ Cố khổng lồ đã vì một câu nói của Diệp Thiên mà xóa sổ. Tất cả người nhà họ Cố đều chìm trong nỗi nhục nhã và sợ hãi. Anh xin đến hết đời. Cảnh tượng như chỉ xuất hiện trong phim như thế này. Không một ai trong nhà họ Cố có thể ngờ một ngày nào đó bọn họ phải chịu số phận như vậy. Nhưng cho dù ngay cả như vậy, lúc này cũng không một ai dám nói lời nào. Bọn họ đều nhớ rất rõ cách Diệp Thiên thiêu rụi cả trang viên nhà họ Cố. Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn tất cả mọi người. Vẻ hoài niệm trong mắt cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại một thứ ánh sáng kỳ lạ. Diệp Thiên đã giải quyết xong chuyện của nhà họ Cố, nhưng anh vẫn chưa hoàn thành công việc của chuyến đi Tây Âu lần này. Anh chậm rãi quay người lại, nhìn vào Cố Tử Kỳ. Cô ta lập tức chấn kinh, chỉ cảm thấy như thế tất cả bí mật trên người đều lộ ra trước mặt Diệp Thiên. Chắc sau lưng nhà họ Cố vẫn còn một nhân vật, đúng không? Trong cơ thể cô có một luồng sức mạnh quang minh cực kỳ thuần túy. Lúc trước tôi đã từng gặp qua một người có nguồn gốc sức mạnh như thế này. Chắc cô là đệ tử của người đó, đúng không? Tuy từ đầu đến cuối cô chưa từng thể hiện thực lực của bản thân, thậm chí còn cố ý che giấu, nhưng làm sao có thể thoát khỏi mắt của tôi được chứ? Ánh mắt Diệp Thiên đanh lại, một tay tóm lấy Cổ Tử Kỳ từ trong không trung. Cố Tử Kỳ lập tức cảm nhận được không gian xung quanh đột nhiên đông cứng lại, cơ thể cũng bị một thứ sức mạnh trói buộc. Sức mạnh quang minh trong cơ thể cũng xảy ra biến hóa mạnh mẽ, dường như nó đang muốn tiến ra ngoài. Sắc mặt Cố Tử Kỳ đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là con át chủ bài cuối cùng mà cô ta cất giữ. Sau khi thân phận của Diệp Thiên bị bại lộ, cô ta đã bí mật thi triển bí pháp để phong ấn sức mạnh quang minh trong cơ thể mình. Đợi đến sau khi Diệp Thiên rời đi mới bí mật sử dụng sức mạnh này để giúp nhà họ Cố vực dậy. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thiên đã nói ra tất cả, hơn nữa còn hút toàn bộ sức mạnh trên người cô ta ra ngoài. Cách làm này thực sự khiến cho cô ta tràn đầy tuyệt vọng.
ai dám động đến đệ tử của tôi. Đúng lúc này một tiếng quát lớn giống như sấm rền đột nhiên truyền đến từ phía bầu trời xa xa, khiến cho tất cả mọi người trong lễ đường chấn động. Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay lại, chỉ thấy một vệt thánh quang đang bay lên trên bầu trời xa, hóa thành ánh sáng trắng quét ngang bầu trời, tốc độ nhanh như sao băng. Nhưng chỉ trong chốc lát, thánh quang đã xuất hiện lập tức tại lễ đường, hóa thành một người đàn ông cao gầy. Người đàn ông trung niên với mái tóc vàng kim và áo giáp bạc, khuôn mặt khá đẹp lão, trên lưng mang theo một thanh trường kiếm phủ đầy chữ rân. Thánh quang sáng chói tỏa ra từ người ông ta, trông có vẻ vô cùng thần thánh và trang nghiêm. Ông ta vừa đến liền phất tay một cái, một vệt bạch quang đã xuyên qua mái lễ đường, làm cho trần khán phòng bị đứt gãy, gãy mịn như gương. Trong khán phòng đang kín bỗng chốc biến thành một nơi lộ thiên, những người giàu có và giới thượng lưu lập tức bày ra vẻ kinh ngạc. Nhưng người đàn ông trung niên này vừa nhìn liền phát hiện Cố Tử Kỳ đang bị Diệp Lăng Thiên tóm lấy trên không trung, hút ra sức mạnh quang minh trên cơ thể Cố Tử Kỳ. Ông ta lập tức nổi điên, quát lớn, to gan. Ông ta vừa hét vừa dùng hư trảo nắm lấy Cố Tử Kỳ, cố gắng cứu cô ta ra. Nhìn cách ông ta khống chế không gian cũng đủ biết được, đây chính là một cao thủ ở cảnh giới truyền thuyết hoàng cấp. Cố Tử Kỳ là đệ tử được ông ta tuyển chọn kỹ càng từ nhiều năm qua, cuối cùng mới hạ quyết tâm. Ông ta còn định để Cố Tử Kỳ làm đệ tử chân truyền kia mà, làm sao có thể để người khác làm khó Cố Tử Kỳ được chứ. Ông ta sớm đã để lại bảo vật hộ thân cho Cố Tử Kỳ. Bởi vì bảo vật này biến động nên ông ta mới nhận ra Cố Tử Kỳ đang gặp nguy hiểm, vậy nên mới xuất hiện để cứu Cố Tử Kỳ. Ông ta tưởng rằng chỉ cần dùng chiêu này là có thể cứu được Cố Tử Kỳ, nhưng ai ngờ được sức mạnh ông ta vừa tung ra đã có một sức mạnh còn kinh khủng hơn xé tan ngay lập tức. Không chỉ như vậy, ông ta còn bị luồng sức mạnh này đánh văng lên trên không trung, văng xa mấy chục trượng. Lúc này ông ta mới định thần lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ đầu đến cuối đều không biết đối phương ra tay như thế nào. Từ lúc nào Luân Thành lại xuất hiện một nhân vật kinh khủng như vậy chứ? Ngay khi ông ta còn đang sững sờ, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng ông ta thực sự không muốn nhớ tới âm thanh đó, nhưng nó cứ truyền đến. Đã hơn 2 tháng không gặp, không ngờ ông đã lên tới hoàng cấp đỉnh cao rồi, chính thức bước vào cảnh giới truyền thuyết. Nhưng ông nghĩ có thể chống lại tôi với sức mạnh này hay sao? Hay là tôi dứt khoát một chút, ngay lập tức kích nổ hạt mầm tâm hỏa trong cơ thể của ông? Ngay lúc giọng nói vừa truyền đến, người thanh niên tóc bạc phía sau chậm rãi quay người lại, còn người đàn ông tóc vàng kim nhìn thấy xong, sắc mặt lập tức tái mét. Anstorm bái kiến đế vương, xin đế vương tha tội. Người đàn ông tóc vàng không chút do dự lập tức cúi đầu quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. Người này chính là thánh kỵ sĩ Anstorm, được biết đến như là kẻ mạnh nhất của nhân loại. Trong trận chiến hoàng cấp, ông ta đã từng nghĩ đến việc thách đấu với Diệp Thiên, nhưng cuối cùng ông ta lại hoàn toàn bị thuyết phục bởi sức mạnh đáng sợ của Diệp Thiên khi anh quét sạch trại tập trung chiến thần. Cuối cùng đành phải cúi đầu trước Diệp Thiên, sau đó còn tình nguyện nuốt hạt mầm tâm hỏa anh đưa. 2 tháng qua, nhờ vào linh lực truyền từ tiểu thế giới đến giới thế tục, nên ông ta đã đạt đến hoàng cấp đỉnh cao, chính thức bước vào cảnh giới truyền thuyết. Ngay lúc ông ta đang tự mãn, không ngờ lại gặp phải Diệp Thiên ở đây. Nghĩ đến vừa rồi còn định cướp người của Diệp Thiên, sống lưng ông ta liền cảm thấy ớn lạnh. Diệp Thiên muốn giết ông ta, căn bản không cần phải làm gì cả, chỉ cần dùng thần niệm, hạt mầm tâm hỏa trong cơ thể ông ta lập tức bùng cháy, phát nổ cơ thể ông ta. Cố Tử Kỳ run rẩy nhìn sư phụ đang quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. Lúc này cô ta lại cảm nhận được nỗi bức bách vô cùng tận. Đứng dậy đi. Diệp Thiên hừ lại một tiếng nhưng không ra tay với Anstorm. Anstorm vừa được tha liền cẩn trọng đứng dậy, cúi đầu trước mặt Diệp Thiên. Thánh kỵ sĩ lúc này giống như quả cầm cà bầm vậy, sớm đã không còn chút uy phong nào. Từ hôm nay trở đi, ông hãy chọn lại đệ tử mới đi. Diệp Thiên không hề phí lời, sau đó vừa vặn tay, một tia thánh quang bỗng nhiên
rút ra từ cơ thể Cố Tử Kỳ lập tức bị bóp chặt. Đây chính là sức mạnh quang minh ẩn chứa trong cơ thể Cố Tử Kỳ. Diệp Thiên lập tức phế đi toàn bộ tu vi của nó. Cố Tử Kỳ hét lên một tiếng rồi ngất đi ngay tại chỗ. Alstom nhìn thấy cảnh tượng này cũng không dám lên tiếng. Diệp Thiên không chút dao động. Anh quay sang nhìn Alstom, điềm đạm nói: chắc ngọn núi của nhà họ Cố là ông nhỉ? Ông nhớ cho kỹ đi. Từ hôm nay trở đi, tất cả già trẻ lớn bé của nhà họ Cố đều sẽ là anh mày, đời đời kiếp kiếp đều như thế. Nếu một ai dám giúp cho nhà họ Cố, tôi sẽ tiêu diệt luôn kẻ đó, hiểu chưa hả? Alstom nghe xong liền gật đầu, xin nghe theo đế vương. Sau đó Diệp Thiên dời ánh mắt đi, đột nhiên thay đổi lời nói: tôi đến tìm ông, ngoài việc nhà họ Cố ra thì còn một chuyện nữa. Alstom không dám phản đối, lập tức đồng ý: chuyện mà đế vương dặn dò, tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp Thiên nhẹ giọng nói: tôi muốn ông dẫn tôi đến một nơi mà ông đã từng đến, làm người dẫn đường cho tôi. Alstom hơi ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Diệp Thiên đi đâu thì cứ trực tiếp mà đi, thế giới rộng lớn như vậy, ở đâu anh cũng có thể đi tới được, tại sao lại cần ông ta làm người dẫn đường chứ? Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng ông ta vẫn cung kính hỏi: đế vương là muốn đi đâu vậy? Hai mắt Diệp Thiên hơi nheo lại, anh trầm mặc một lát sau đó mới trịnh trọng thốt ra bốn chữ: Hàng Ma Phương Tây. Vừa nghe Diệp Thiên nói xong, sắc mặt Alstom đột nhiên thay đổi, trong mắt lập tức ánh lên nỗi khiếp sợ. Cái gì? Hàng Ma Phương Tây sao? Khi Alstom nghe thấy địa danh mà Diệp Thiên nhắc tới, đồng tử của ông ta lập tức run lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi đến tột cùng. Cậu muốn đi Hàng Ma Phương Tây sao? Ông ta không dám tin nên chỉ có thể ép mình xác nhận lại một lần nữa. Nhìn thấy biểu hiện của Alstom, Diệp Thiên liền cảm thấy có chút khác thường, nhưng vẫn gật đầu nói: không sai, tôi muốn đến Hàng Ma Phương Tây. Có vấn đề gì sao? Ngay khi Alstom nghe thấy những lời này, ánh mắt ông ta lập tức đông cứng lại. Chuyện này ông ta cũng không biết nên trả lời như thế nào, nhất thời không nói nên lời. Ánh mắt Diệp Thiên sâu thẳm, đầy điềm tĩnh nhìn Alstom, chờ ông ta phản ứng lại. Sau một lúc lâu im lặng, Alstom cuối cùng cũng lên tiếng, ngữ khí trầm hơn và nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đế vương, nếu như có thể, tôi thực sự cầu xin cậu đừng đi đến Hàng Ma Phương Tây. Ở đó... Ông ta nói đến đây liền ngập ngừng, sau đó nhìn về phía các khách mời bên cạnh. Diệp Thiên nhìn thấy lập tức vung tay lên: mọi người, buổi biểu diễn đã kết thúc rồi, nên tản ra thôi. Nhân tiện đem luôn toàn bộ người nhà họ Cố rải khắp Tây Âu để ăn xin đi. Mọi người lập tức hiểu ra, liền gật đầu đồng ý, sau đó gọi thuộc hạ dắt người nhà họ Cố đi, không hề tỏ ra chút thương xót nào. Anh cũng cút đi, trở về nói cho ông nội anh biết tôi chính là Diệp Đăng Thiên. Tôi là người đã phế đi tu vi của anh. Nếu như muốn báo thù thì tôi sẽ mời các người đến thần đình chơi. Diệp Thiên lại quay về nhìn về phía Nicholas đang nằm lăn trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Giờ Nicholas hoàn toàn bị sốc, hắn nhanh chóng đứng dậy, liên tục lắc đầu với Diệp Thiên: không dám, tôi không dám. Vừa dứt lời, hắn lập tức chạy ra khỏi lễ đường, chỉ còn nhìn thấy một bóng người chật vật chạy đi.